Loving You con el casi Max Caro. Thưa quý vị, các bạn thấy không khí hôm nay như thế nào ạ? Nếu các bạn thích thì xin cho ban nhạc của chúng tôi một tràng pháo tay, được không ạ? Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, một câu hỏi mà gần đây báo, tất cả các báo mạng và báo giấy đều viết là nên có duyên một chút khi hỏi câu hỏi này ở ngày Tết. Đó là bao giờ con lấy chồng, bao giờ con lấy vợ. Và bây giờ xin mời mọi người nghe một bài hát rất là vui nhộn. Bài hát mang tên Bao giờ lấy chồng. Và xin mời bạn Kim Thư đây trở lại sân khấu với các bạn. Nhảy đi.
trên xíu lên lên em chụp cho nãy em được biết. So